Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ là bảo tàng đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng công nghệ thông minh vào hệ thống trưng bày hiện vật. Giờ đây khách tham quan không chỉ có thể đọc thông tin hay xem hình ảnh mà còn có thể chạm đến cổ vật thông qua điện thoại thông minh. Cụ thể, khu vực ứng dụng công nghệ trong phòng trưng bày của bảo tàng được trang bị hai máy Holaram. Với loại máy này, hiện vật sẽ được quét hình ảnh không gian 3 chiều, tạo cho khách tham quan cảm giác trải nghiệm hoàn toàn mới. Khi đó có thể quan sát những hiện vật lịch sử thông qua lăng kính của thiết bị hiện đại. Máy cũng được tích hợp thông tin, hình ảnh của khoảng 115 hiện vật tiêu biểu nhất tại bảo tàng để giới thiệu đến khách du lịch. Cảm thấy là thứ nhất nó tạo cho mình một sự ấm cúng, nhưng mà ấm cúng và thứ hai nữa là tạo cho mình một sự gần gũi cũng như có cái gây ra hứng thú bởi những cái hệ thống trang thiết bị hiện đại, những công nghệ mới được áp dụng vào đây. Nếu như trước đây theo truyền thống với những cách giới thiệu thông thường thì người ta chỉ xem hình ảnh, người ta có thể lướt qua cái nội dung. Nhưng ngày hôm nay với những cái hình ảnh hiện vật nó lung linh như vậy thì người ta bắt đầu quan tâm thêm cái nội dung để người ta hiểu thêm về cái hiện vật mà người ta đã nhìn thấy trên cái màn hình hologram. Nhờ những chiếc máy quét hình ảnh 3D tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, qua thao tác thực hiện trên điện thoại thông minh, quý khán giả có thể phóng to, thu nhỏ hay thậm chí là xoay hình ảnh hiện vật 360 độ để quan sát hiện vật ở mọi góc độ, một cách chân thực, sắc nét và tinh tế. Trong thời gian tới, Bảo tàng sẽ phối hợp cùng với một số công ty du lịch lữ hành và trường học để đưa du khách, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, có thể tham quan, trải nghiệm.